Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay, người dân các tỉnh Trung Trung Bộ trở vào đến Bắc Tây Nguyên vẫn sẽ có được những khoảng tạnh giáo để bắt đầu công việc của một tuần mới. Nhưng xin lưu ý là quý vị nên mang theo những vật dụng che mưa trước khi ra khỏi nhà, vì từ chiều tối nay, mưa sẽ bắt đầu xuất hiện do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Dự báo đợt mưa lớn này sẽ bắt đầu từ chiều tối nay và kéo dài đến hết ngày 12 tháng 11, với tâm mưa là các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận, hầu khắp các tỉnh Tây Nguyên, với lượng mưa nhiều nơi lên tới từ 300 đến 400mm, có nơi trên 700mm. Vì thế, tình trạng lũ quét và sạt lở đất cũng như nguy cơ ngập úng hay là lũ lớn ở một loạt các sông sẽ tái xuất hiện. Người dân ở những khu vực trũng thấp, xung yếu cần đặc biệt lưu ý. Tuy mưa gia tăng nhưng chủ yếu về thời điểm chiều tối nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh miền Trung nhìn chung là ít thay đổi. Từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 25 đến 28 độ. Riêng thành phố Đà Lạt, nhiệt độ ở dưới ngưỡng 21 độ. Đối với các tỉnh Nam Bộ, trong hôm nay và ban ngày trời vẫn nắng ráo với nhiệt độ ở mức vừa phải, chỉ dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Về chiều tối, khả năng sẽ có mưa rải rác, quý vị cần lưu ý di chuyển trong thời điểm tan tầm. Quay trở ra với khu vực miền Bắc, do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, vì thế thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa, trời khô. Vào ban ngày có nắng, nhiệt độ cao trong khoảng từ 27 đến 30 độ, nhưng trời hanh khô với độ ẩm giảm thấp xuống dưới ngưỡng 55%. Việc bổ sung thêm các loại rau củ và hoa quả trong những bữa ăn hàng ngày là rất cần thiết cho cơ thể trong thời tiết khô hanh như vậy. Nền nhiệt đêm nay ở khu vực vùng núi và trung du phía Bắc do ảnh hưởng của hiện tượng phát xạ nhiệt nên mức nhiệt giảm thấp, chỉ còn từ 15 cho tới 17 độ. Khu vực đồng bằng và Hà Nội dao động từ 19 đến 20 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thời tiết Biển Đông đang tiếp tục xấu với hoạt động của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 12 và đi rất nhanh theo hướng Tây. Trưa nay sẽ quét qua phía Tây Bắc của đảo Song Tử Tây. Dự báo nó sẽ gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 khi đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận vào khoảng trưa chiều ngày 10 tháng 11. Sau đó suy yếu thành vùng thấp trên khu vực phía đông Campuchia. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 11 đến 15 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 đến 120 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Ở khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền không nên ra khơi để đảm bảo an toàn. Không khí lạnh có cường độ ổn định và tiếp tục khuếch tán về phía Nam, thậm chí đến ngày 11 tháng 11 còn được bổ sung thêm. Do đó, thời tiết các tỉnh miền Bắc ít có sự thay đổi trong 3 ngày tới. Ban đêm trời hầu như không mưa, ngày có nắng nên rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân cũng như là du khách tại đây. Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm về sáng sớm trời chuyển rét. Nếu có kế hoạch ghé thăm các tỉnh Bắc Bộ, du khách nên chú ý mang theo đầy đủ các vật dụng giữ ấm cho cơ thể để bảo vệ sức khỏe. Nhìn chung các tỉnh miền Bắc là nơi có thời tiết thuận lợi cho du lịch hơn so với các khu vực còn lại. Và trong 3 ngày tới, khu vực thành phố Uông Bí, Quảng Ninh phổ biến đêm không mưa, ngày nắng và tiết trời ban ngày tương đối ấm áp. Tuy nhiên, đêm về sáng, nhiệt độ sẽ giảm xuống, chỉ còn ở khoảng từ 16 cho tới 18 độ, nên du khách lưu ý là giữ ấm cho cơ thể. Ngoạn mục, hữu tình, thơ mộng, hấp dẫn và tuyệt mỹ là những từ mà khách du lịch vẫn hay dùng để miêu tả về cảnh sắc thiên nhiên Quảng Ninh, một vùng đất ẩn chứa nhiều điều thú vị, kỳ bí dành cho quý vị trải nghiệm và khám phá. Cùng với Vịnh Hạ Long, khu di sản thế giới được UNESCO công nhận, tồn tại khá nhiều đảo đất, hang động, bãi tắm. Quý vị cũng đừng bỏ quên đảo Tuần Châu nằm ở phía tây nam của thành phố Hạ Long, là nơi được thiên nhiên ban phú cho điều kiện tự nhiên tuyệt đẹp, với những thảm cát trắng mịn, trải dài theo làn nước biển trong xanh, cây cối xanh mướt bao phủ, kèm theo khí hậu lành lạnh của nơi đây như làm dịu cả những lo toan căng thẳng của du khách. Hấp dẫn không kém cạnh đảo Tuần Châu ở một nơi khác của tỉnh Quảng Ninh, đảo Quan Lạn, như đưa du khách chìm vào một thế giới ngập tràn màu xanh của trời, của biển và màu xanh ngắt của cả những dạng phi lao đung đưa theo gió.
Cảnh quan nơi đây còn khá hoang sơ, thuần khiết và đầy sức sống, không thiếu những dải cát trắng mịn, nước biển trong xanh đến tận đáy và không khí trong lành mát mẻ. Tuy ít được biết đến hơn, nhưng đảo Ngọc Vừng nằm trên tuyến đảo thuộc huyện Vân Đồn cũng là một trong những nơi du khách đừng nên bỏ lỡ khi đến Quảng Ninh. Bởi ngoài cảnh biển đẹp thì tương truyền khu vực này xưa kia còn có nhiều loại ngọc trai quý hiếm. Khép lại hành trình khám phá Quảng Ninh đến với các tỉnh Trung Bộ, chỉ riêng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An vẫn có thời tiết ít mưa, còn lại với khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, do chịu ảnh hưởng bởi nhiễu động gió đông nên thời tiết có xu hướng chuyển xấu. Trong ngày đầu, mưa dông chỉ gia tăng và xảy ra diện rải rác. Sang đến hai ngày tiếp theo, mưa sẽ tiếp tục gia tăng do khu vực còn chịu thêm ảnh hưởng của rìa hoàn lưu cơn áp thấp nhiệt đới ở khu vực Philippines, sau mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đất liền các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Do đó, khu vực sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to, và trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết khu vực các tỉnh Tây Nguyên chỉ còn thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong đêm nay và ngày mai. Sau đó, từ đêm mai, mưa sẽ bắt đầu gia tăng và khu vực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo từ ngày 10 đến 11 tháng 11, mưa thậm chí tiếp tục gia tăng hơn và khu vực sẽ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông, đề phòng các nguy cơ như là lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết không còn thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Cuối cùng, đến với các tỉnh Nam Bộ. Trong 2 ngày tới, thời tiết chủ yếu chịu ảnh hưởng của trường gió Đông Bắc nên phổ biến có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối và đêm. Ban ngày, nắng vẫn là kiểu thời tiết chủ đạo. Nền nhiệt ngày duy trì ở khoảng từ 30 cho tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Đến ngày 11 tháng 11, mưa có xu hướng gia tăng và khu vực có mưa rào rải rác. Mưa vừa, mưa to và dông, vùng mưa nhiều tập trung ở các tỉnh miền Đông. Trong cơn dông, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc, sét và gió giật mạnh có khả năng xảy ra.